Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Người Dùng Xe. Ok, lên. Đây, anh cứ để, anh xóa nha. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Hưng Xe Điện. Và hôm nay, nhân dịp mà các bạn trên diễn đàn Người Dùng Xe Điện Việt Nam có một số câu hỏi cho Hưng, đó là việc sử dụng xe máy điện và xe đạp điện thì có cần phải mua bảo hiểm xe máy bắt buộc. Đây là một cái vấn đề rất là hot trong thời điểm hiện tại các bạn, đặc biệt là cái mùa này, đợt tổng kiểm tra các phương tiện di chuyển trên đường của cảnh sát giao thông diễn ra rất là nhiều và trên khắp các tuyến đường luôn các bạn ạ. Thì mình sẽ cùng nhau đi giải đáp thắc mắc này các bạn nha. Let's go. Và mình sẽ nói qua về cái việc mà bảo hiểm xe máy bắt buộc và bảo hiểm xe máy tự nguyện là như thế nào nhé các bạn. Thì bảo hiểm xe máy bắt buộc là cái loại bảo hiểm mà các bạn có thể thấy trên hình là cái liên màu vàng đó các bạn. Còn cái liên màu xanh lá cây là bảo hiểm xe máy tự nguyện nha. Ok các bạn, khi mà ra mua bảo hiểm xe máy thì sẽ có rất là nhiều nơi bán với rất là nhiều giá khác nhau. Nhưng mà theo thông tin mình được biết thì đa số là hiện tại trên thị trường họ bán với giá 65.000 cả hai liên luôn nha các bạn. Đó, hai liên luôn là 65.000. Thì cái phần mà bảo hiểm xe máy, các bạn nhìn vào cái liên, cái hình đầu tiên của liên màu vàng nè, thì cái xe máy điện của mình á, mình xin khẳng định luôn là tích vào cái chỗ mà 50cc trở xuống nha. Thì tại sao mình lại nói như vậy? Tại vì cái thông tư 60 và cái quy định 41 á của bên chỗ nhà nước ban hành á, thì quy định là cái xe máy mà dưới 50cc, tốc độ dưới 50 km/h á, và xe điện có động cơ từ 2.500 cho tới 4.000W, dưới 4.000W nha, có tốc độ quy định của xe máy điện là dưới 50 km/h thì được quy định là xe máy điện nha. Còn trên cái động cơ mà trên 4 kW hoặc là tốc độ mà trên 50 km/h được gọi là mô tô điện nha các bạn, và cần bằng lái nha. Còn xe máy điện thì nó gập chung với lại cái xe máy có động cơ 50cc trở xuống, nên khi các bạn mua bảo hiểm xe máy thì mình tích vào cái dòng là dưới 50cc trở xuống mà. Và phí bảo hiểm được ghi trong cái tờ giấy này dưới 50cc thì phí bảo hiểm chỉ có là 55.000 đồng thôi các bạn. Đó, còn trên 50cc thì phí bảo hiểm là 60.000 nha các bạn. Rất là có một sự khác biệt nhẹ nha. Để khi các bạn mua, có khi là cái người bán bảo hiểm người ta cũng không biết cái vấn đề này đâu nha, các bạn cũng phải chỉ cho người ta luôn. Thì đó là cái việc mà mua bảo hiểm xe cho xe máy điện nha. Thì mình cũng nói sơ luôn là về cái bảo hiểm bắt buộc này nó có tác dụng gì. Bảo hiểm xe máy bắt buộc này thì nó có tác dụng là đền cho người thứ ba nha. Đó, các bạn có thể thấy những cái dòng tiền nè, về người, đền cho người thứ ba, đền cho về người nha, về bị thương hay là nằm bệnh viện gì đó thì đền tối đa là 100 triệu đồng cho một người một vụ nha. Còn về tài sản của cái người mà bị người thứ ba, người bị mình đụng á, đó là đền tối đa là 50 triệu đồng một người một vụ tai nạn nha. Đó là cái tác dụng của cái việc mà mua bảo hiểm xe máy bắt buộc này. Tại vì khi lỡ mình đụng mà mình không có tiền đền cho người ta thì cái người kia nhà nước phải bảo hộ cái gọi là cái quyền lợi cho họ, bắt mọi người tham gia phải có cái tờ này hết, và khi mà có sự cố xảy ra thì có bảo hiểm lo. Đó. Còn nếu mà mình muốn mua riêng cái bảo hiểm cho mình thì mình mua thêm cái phần bảo hiểm tự nguyện là cái màu xanh lá cây ở bên trái đây. Cái phí bảo hiểm của nó thì nói chung là bây giờ trên thị trường là loạn giá luôn các bạn, nhưng mà mình thấy in là 20.000 nha. In là 20.000 thì cho một hai người thì phải. Đúng rồi, mình thấy ở trên cái tờ này nè thì là cái phần bảo hiểm này á thì mình theo mình được biết là nó sẽ đền cho hai người ngồi trên xe máy, tức là chính là cái người lỡ mình gây tai nạn luôn á, chính là cái người đó luôn á, thì vẫn được đền là 10 triệu đồng một người một vụ nha. Nếu mà các bạn có chi phí phẫu thuật gì quá 10 triệu hay là gì đó thì các bạn phải bù tiền thêm. Thì cái bảo hiểm tự nguyện này nó có giá từ 10 đến 20 ngàn nha các bạn. Đó, tổng phí bảo hiểm cho hai người trên xe
mình nghĩ là 20 triệu đó, chia ra mỗi người 10 triệu. Còn nếu các bạn đi một mình thì các bạn chỉ được đền 10 triệu thôi. Và đó là cái phần bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc và giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện. Đó là mình xin đề cập đến trong cái ngày hôm nay. Sắp tới mình sẽ làm thêm một cái video clip là thống kê lại tất cả những cái bảo hiểm, công ty bảo hiểm xe máy mà được có giấy phép hoạt động bán bảo hiểm xe máy trên thị trường nha. Và cách phân biệt, mình sẽ tìm hiểu, cố gắng hết sức tìm hiểu cách phân biệt giữa cái bảo hiểm xe máy giả và bảo hiểm xe máy thật nha. Tại vì trên thị trường bây giờ thật giả lẫn lộn quá, nhu cầu mọi người nó nhiều quá. Thì mình sẽ cố gắng làm một cái video clip để cho các bạn xem. Alright. Làm ơn cho anh hỏi. Cái xe điện này thì cái bảo hiểm của nó mình mua loại trên 50cc hay dưới 50cc, anh có cái tờ mà anh mới mua rồi. Anh không biết là anh mua đúng không? Có bảo hiểm này. Dạ sao ạ? Ý là cũng bảo hiểm này luôn đó anh. Cũng giống của em đúng không? Có biết đúng không? Thì mà cái này là anh mua đúng không ta? Tại vì không biết là em có được bên công ty cho biết là mấy cái loại mà xe máy, cái này là xe điện nha. Thì xe điện thì có phải mua bảo hiểm không? Có chứ anh. Vẫn phải mua đúng không ạ? Thế mình tích là 50cc hay là trên dưới 50cc em ha? Lại anh ở bên chỗ cái diễn đàn là người dùng xe điện Việt Nam á. Thì rất là nhiều bạn thắc mắc, anh cũng đi mua đại luôn, bây giờ anh cũng không biết luật là khi mà bị công an nó bắt thì nó sẽ như thế nào. Là xe điện đúng không ạ? Còn trên 50cc là xe quay. Em cảm ơn cho anh hỏi thêm một chút nữa là nếu mà từ dưới 50cc chạy xuống cái giá nó có khác không ạ? Anh cũng là giá 66.000. Sao anh thấy ở đây nó ghi là 55.000 là cái này thôi. Cái này là tự nguyện, anh lại tưởng là ví dụ như cái này trên 50cc là 60, còn tổng này lên thành 80 chứ hả? Tùy chỗ nó bán anh, nó bán tùy chỗ là tự nguyện bắt buộc, người ta bán 7, 5, 6 cũng có, tùy công ty người ta bán. Vậy nếu bây giờ anh mua cho xe máy điện, anh mới mua, nhưng mà anh không hiểu là bây giờ anh mua chồng thêm 1 năm nữa thì có được không ạ? Chồng năm cái khác, anh mua một tờ khác. Tờ khác hả? Và lại một tờ khác là em chồng đây luôn ạ. Sao không ta? Hơi ngắn đúng không? Thì không, giờ anh mua một bảo hiểm có 2 năm đi. Ghi 2 năm được hả? Ủa, một cái bảo hiểm thì sao 2 năm được? Giá là 120.000. Là ghi trên tờ này luôn hả? Không, ghi tờ này, anh cho tờ khác chứ, anh mua tờ khác không? Ok. Hey, anh cảm ơn, anh đi tìm hiểu thêm rồi. Cảm ơn em nhiều nha. Đi anh ơi. Và đó là những cái thông tin về cái bảo hiểm xe máy bắt buộc mà mình muốn truyền tải đến các bạn trong ngày hôm nay. Nếu các bạn có nhận được những cái thông tin gì mới, thông tin gì hay, các bạn thích video này thì hãy nhấn like và share nó với bạn bè của mình các bạn nhé. Nên còn rất nhiều video mới trong tương lai sẽ rất là thú vị nếu các bạn không bấm đăng ký kênh ở dưới góc trái màn hình của mình, các bạn sẽ bỏ lỡ nó đấy. Đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của Hưng hay hơn trong tương lai các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.